xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình quay trở lại đây, mình có một ít đồ nghề mình lên sóng. Anh em xem có món nào phù hợp thì liên hệ mình để đặt hàng ha. Thì đầu tiên thì mình có vài lời mình muốn chia sẻ với anh em là từ bây giờ trở đi á, thì cái vấn đề ship code á, thì mình chỉ ship code cho khách quen thôi ha. COD á, là giao hàng thu tiền, mình chỉ giao hàng cho khách quen thôi. Còn mà nếu mà là khách mới giao dịch lần đầu thì mình bắt buộc chuyển khoản ha. Tại vì đợt vừa rồi mình có 4-5 đơn hàng mình bị hoàn lại. Thì mình trước giờ mình cũng rất là dễ tính, thì mình không có muốn làm phiền người ta ra ngân hàng chờ đợi mất thời gian thì mình ship code. Nhưng mà đáp lại cho cái sự thoải mái của mình thì có nhiều người họ không nhận hàng, thì hàng mình hoàn về thì mình tốn tiền cước đi cước về 50.000-100.000 là bình thường. Thì bây giờ mình ngoại trừ những khách quen đã giao dịch thành công với mình thì tất cả những cái khách mà những anh em nào mà mới mua lần đầu của mình thời gian tới thì bắt buộc chuyển khoản 100%. Chuyển khoản mình mới giao hàng, còn không thì là không có mua bán làm ăn gì hết. Thì tại vì cái vấn đề như vậy nên là bây giờ mình sẽ làm như vậy lại. Còn những anh em nào đã và đang ship code đó thì mình vẫn sẽ tiếp tục ship code, vì đó là những anh em uy tín ha. Còn những cái khách mới quen thì mình bắt buộc phải thay đổi cái chính sách giao dịch lại. Thì anh em chỉ cần ra ngân hàng một lần chuyển khoản thôi, thì những lần sau mình sẽ ship code chứ khỏi mất công rồi. Thì nó sẽ chứng minh cho anh em là anh em thật sự muốn mua hàng của mình đó. Thì mình có đôi lời nhắn nhủ như vậy ha. Thì đầu tiên bây giờ những cái món đồ mình bán trong ngày hôm nay nó bao gồm là số 1 nè, là một cái cặp cứu hộ kẹp bình cứu hộ khi mà xe hết bình xe hơi á. Thì bây giờ mình sẽ đo cái chiều rộng của dây này, dây 7 ly. Dây này là của Đài Loan xuất sang thị trường Nhật nha anh em. Cọc dây này là một cọc nó dài 3 mét, một cọc dài 3 mét. Thì đây nó có tất cả hai cọc này là chưa sử dụng hoàn toàn. Cái này bằng sắt, nó mạ đồng cho dễ ăn điện. Thì một cặp này mình bán giá là 350.000 giá ở đây nha. Anh em để ý giá từng sản phẩm để đỡ mất công hỏi lại mình, nhiều khi mình cũng quên. Đó, dây cứu hộ kẹp bình, ai mà có xe hơi cứ thảy lên, nhằm khi mà hết bình câu dây sang. Cái thứ hai là một cái bộ tool mini, cái này cũng của Đài Loan xuất sang thị trường Nhật nha anh em. Những này hình như là tầm 10 cm, 10, 10, 11. Thì trong này nó bao gồm những cái gì? Nó bao gồm ở đây, nó bao gồm cưa, thước, tua vít, búa, dao, cả dao nữa. Đây là cái dao. Đó, đây là cái dao. Thì cái này nó của Đài Loan xuất Nhật nha anh em. Thì anh em nào mà muốn cái bộ này về để trưng cũng được. Nhiều khi kẹt có cái gì làm mô hình chơi cũng được. Đó. Đây thì mình giá của cái này là 200.000. Đồ mini, đồ nhỏ thôi, giá của cái này là 200.000. Rất là đẹp, hộp mình chưa có rửa. Đây của Đài Loan xuất Nhật đây. Đúng như mình chưa thấy, bây giờ mình mới thấy dòng này thì mình nhìn cái kiểu chất liệu là mình cũng đoán được nó một phần của Đài Loan đây. Made in Taiwan nha anh em. Đó, thì mình cũng đoán được nó. Rồi, tiếp theo là cái mã số 3 là một cái cây khò ga. Cây này cầm hơi nặng tay nha. Đây, cây khò ga. Bên trong nó đây. Mình đánh lửa thử cho anh em xem. Đó. Cái này đuôi thông dụng bình ga bình thường của Việt Nam mình nha. Thì đây mình sẽ thử, nó không có xài chốt gài, nó là xài vặn. Đó, khi mà anh em gắn vô, anh em vặn thôi. Đây. Gắn vô. Anh em vặn thì nó sẽ xuống kim. Đây đó, mình vặn vô bình ga thông dụng của Việt Nam nè. Đó. Cái này bây giờ mình sẽ mở ra. Đó, anh em thấy cái lửa khò chưa? Đó, mình sẽ căng chỉnh nè. Đó. Lửa xanh nha anh em. Đó. Tại bình ga của Việt Nam. Đây, khóa ga. Đó, như thế này thế nó rất là chắc chắn. Khi mà anh em muốn mở, anh em phải vặn cái này. Vặn cái trên hoặc dưới cũng được. Đây.
đó thì nó sẽ mở ra đó, anh em rút lên. Nó xài kiểu như đây nè, nó xài cái cơ chế là khi mà anh em bật á thì cái này nó sẽ chạy xuống, rồi nó sẽ ép cái này to ra thì nó sẽ là làm cái chốt luôn. Còn cái của Việt Nam mình thì nó sẽ xài gài cái ngàm xoay cắn vô và xoay ngang qua, thì cái này có giá là 200.000. Rồi tiếp theo là một cái cây hàn miệng bịch ni lông. Ví dụ như mà nhà anh em làm cái gì mà cần hàn miệng bao ni lông á, chỉ cần lấy cái này cắm điện vào chạy qua cái bao ni lông này nó sẽ dính lại. Đây đây là cái bánh răng để mà ấy, thì cái này gọi là điện 100V, công suất là 50W nha anh em, để hàn bao ni lông của hãng Haco. Haco tên hãng đây, đây đây cũng có cái tên hãng đây do rõ đi đó, của Haco. Thì này tất cả đều nguyên zin, hoạt động tốt, mình đã test rồi. À, nó làm nóng và anh em sẽ chạy qua cái bình ni lông đó là nó sẽ ăn lại. Rồi tiếp theo là một cái ống nhòm, ống nhòm mình chắc để gì để làm hiện thôi. Nó bằng nhựa nha anh em, bằng nhựa, nhìn thì cũng được nhưng mà có điều là nhìn nó như đồ chơi ấy. Mặc dù của Nhật thiệt nhưng mà nó chỉ để đồ chơi thôi, giống như cho trẻ con này kia nghịch đây. Mắc hình ra bàn rồi, nó còn rất là đẹp nha. Đó, có cả dây đeo này, chắc là cái này để đi du lịch, đi du lịch chơi cháy chơi có cái để nhìn. Cái này giá của nó là 200.000 nha anh em, nhìn còn rất là ok, rất là ok. Rồi tiếp theo là một cặp cạo số mát chưa qua sử dụng. Cạo này là cạo dài, cạo 50cm, là chiều dài đây mở độ cạo tối đa là 55cm, hàng chưa qua sử dụng nha anh em, còn nguyên bao bì để sưu tầm ở nhà cũng được, lâu lâu có kẹt làm gỗ làm kia lấy ra xài cũng ok. Giá của nó là 250 cho một cặp này. Rồi tiếp đến là một bộ tua vít thử điện ha. Đây tua vít thử điện, cái này còn mới nguyên hộp luôn, 5 mũi đây. Rồi đúng của nó có 6 mũi á, nhưng mà nó mất một cái mũi dịp rồi, dịp nhỏ rồi. Đây nó còn 5 mũi rồi, chắc cái lúc là rớt bao là rớt. Đây mình sẽ cắm điện thử vô cho anh em, cái này vẫn hoạt động tốt nha. Đây mình sẽ kéo vào điện mình thử cho anh em, cái này thử điện nào cũng được. Đây đó, hoạt động tốt nha anh em. Rồi giá của nó là 250.000 cho một bộ này. Rồi tiếp theo là một cái hộp, hộp này màu vàng nhìn rất là đẹp. Ở này giống như hàng lưu niệm, nó có một cái khách sạn nào đó của hãng Disney. Cái hệ thống khách sạn này thuộc của Disney. Hộp này rất là đẹp, hộp này của Trung Quốc nha anh em, của Trung Quốc, đồ lưu niệm của Trung Quốc. Đây của Trung Quốc, Trung Quốc mà mặt hàng này xuất qua Nhật thì cũng ok đó. Đây đó nhìn rất là đẹp, thì một hộp này mình bán 120.000, về để trưng hay để làm gì được gì thì tùy anh em nha, mình không có biết công dụng của nó, mình nhưng mà mình chắc chắn nó là đồ lưu niệm á. Ở đây đính mấy cái hạt rất là đẹp, móc khóa rồi đó. Kích thước hộp của nó chắc tương đương hộp này 10cm, 10 vuông 10 nha, cái này là vuông 10. Rồi giá 120.000. Rồi tiếp theo là một cái đèn điện, đèn điện điện 100, cái bóng này xài bóng 100 nha anh em, nhưng mà anh em có thể tháo ra xài bóng 220 không vấn đề gì, 100V 200W nè. Bóng này công suất lớn, cái đuôi này cũng công suất lớn, thì cái bọc này là bọc bảo vệ để chống va đập của cái bóng, thì ở đây nó bị nứt một cái rồi nè, anh em về có thể hàng không hàng thì để nguyên cũng được, cũng chẳng sao, nên nè để nguyên vậy cũng chẳng sao rồi. Đó ở đây nó có công tắc nha, đây công tắc dây dài, dây nguồn dài 5m, đây là cái công tắc. Đó. Cái này mình bỏ bóng này ra xài điện 220 được, vô tư ok, của hãng Nico, dây nguồn dài 5m. Đây mình sẽ cắm điện thử cho anh em coi. Rồi. Đó rất là sáng, cái này bóng này tại ra nó nóng nha anh em. Đó, đây là cái công tắc nè. Đó xài đuôi rất là tiện, anh em tháo bóng ra xài 220 là vô tư bình thường. Giá của nó là 350.000, dây nguồn 5m, gá treo, đế bảo vệ bóng,
khi mà tháo bóng ra vậy nè, đó anh em sẽ làm vậy nè. Rồi đây bật rãi nữa cho anh em coi, và thay bóng led đuôi E27 vô là hết bài luôn. Rồi tiếp theo là một cây thước kẹp của hãng Shinhwa. Cây thước này là thước mini bỏ túi nha anh em. Đây có chiều dài là 100 cm, à 100 mm là 10 cm á, có đầy đủ đo sâu, đo trong, đo ngoài. Đo sâu đây, hạt cọc trơn tru hoàn hảo, giá nó là 250.000. Rồi đó, của hãng Shinhwa nha anh em, đây là cái logo của hãng Shinhwa. Rồi tiếp đến là cái số 11 là một cái bộ cắt móng tay. Cái đằng này thì nó làm bằng thép không rỉ, bộ nào chắc cũng Đài Loan, còn đây là hiệu của Kai. Kai nói thẳng ra thì hai cái này nó ăn đứt hàng chất lượng cao kiềm nghĩa của mình, bảo đảm luôn anh em về cắt rất là sướng. Thì mình bán cặp này với giá là 250.000. À, còn đây nè, mũi còn rất là đẹp, cắt rất là nhẹ tay. Đó anh em nghe thấy tiếng là biết đó. Đó, cắt rất là ngọt. Rồi thì giá trên đây là giá mình chưa có phí ship ha. Thì những anh em nào mà đã từng mua hàng của mình rồi thì mình vẫn sẽ tiếp tục ship COD cho anh em, là ship code đó. Còn anh em nào chưa mua hàng của mình lần nào thì bắt buộc phải chuyển khoản lần đầu, chứ mình sẽ hạn chế cái tình trạng mình bị tốn phí quá nhiều cho những người mà đặt hàng rồi không nhận hàng. Rồi xin cảm ơn tất cả anh em thời gian qua đã luôn ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại vào vài ngày nữa.